Kính thưa quý vị, sự ủng hộ của quý vị chính là động lực của chúng tôi để hoàn thiện chương trình tốt hơn mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới của video này nhé. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Ba trăm công an triệt phá 4 sàn giao dịch vàng tiền ảo. Kính thưa quý vị, gần 300 cán bộ công an chia thành 21 tổ công tác đồng loạt triển khai bóc rỡ 4 sàn giao dịch vàng tiền ảo ngoại lệ trái phép. Một nguồn tin cho biết, công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh bóc gỡ một đường dây sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành 15 website khác nhau liên quan đến các sàn forex. Theo đó, công an hai thành phố đã huy động gần 300 cán bộ chia thành 21 tổ công tác đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố để triệt phá ổ nhóm nêu trên. Lực lượng chức năng triệu tập 26 nghi phạm, trong đó làm rõ được nhóm cầm đầu tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng cùng chú tại thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Thị Nhái chú tại Hà Nội. Bước đầu, công an xác định các nghi phạm có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng tiền ảo ngoại tệ trái phép RusForex.com, Jai Broker, Vista Forex, Swiss Swiss và nhiều website khác được copy giao dịch tương tự giống với các sàn forex này. Các sàn đều kết nối ứng dụng MT5, MetaTrader 5 để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Trong đó, sàn RForex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân công ty RForex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả 100 tỷ đồng. Có những người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex. Cũng theo công an, các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thậm chí có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý. Khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị. Kính thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt giữ bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với 7 bị can. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đang điều tra xác minh tin tố giác về một số hành vi có dấu hiệu tội phạm xảy ra Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh. Kết quả điều tra xác minh đến nay xác định một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội là ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên tổ thẩm định đấu thầu và một số cán bộ công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC Việt Nam đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của công tác khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 13 tháng 5 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015, đối với Hoàng Thị Ngọc Hưởng, sinh năm 1961, tại Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Mua sắm, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu Bệnh viện Tim Hà Nội. Nguyễn Thị Dung Hạnh, sinh năm 1969 tại Hà Nội, nguyên kế toán trưởng, ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ thẩm định đấu thầu Bệnh viện Tim Hà Nội. Đoàn Trọng Bình, sinh năm 1960 tại Hải Phòng, nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng vật tư, ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ thẩm định Bệnh viện Tim Hà Nội. Nghiêm Tuấn Linh, sinh năm 1980 tại Hà Nội, nguyên phó trưởng phòng vật tư, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu Bệnh viện Tim Hà Nội. Trần Phú Hưng, sinh năm 1976, tại Phú Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá AIC Việt Nam. Nguyễn Hồng Dũng, sinh năm 1982, tại Hải Dương, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, Thẩm định viên. Nguyễn Trung Dũng, sinh năm 1989, tại Hải Dương, chuyên viên thẩm định Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá AIC Việt Nam. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quy định và lệnh đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án, triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và người bệnh. 4 chuyên gia Trung Quốc trốn khỏi nơi cách ly ở Hải Dương. Kính thưa quý vị, ông Mai Danh Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương cho biết, địa phương đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch xem xét xử lý 4 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly.
Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Cổ Dũng kiểm tra việc chấp hành quyết định cách ly y tế đối với 6 người Trung Quốc là chuyên gia làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp điện Solid Việt Nam, địa chỉ ở xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành. Những người này đều là F2 thực hiện cách ly tại nhà trọ của gia đình ông Nguyễn Văn Bùi, thôn Sữa, xã Cổ Dũng. Tại thời điểm kiểm tra, 4 người gồm 3 nam 1 nữ không có mặt tại nhà trọ, là nơi cách ly mà đến công ty làm việc. Làm việc với lực lượng chức năng, những người này khai báo họ đã đến công ty để hoàn thiện các thủ tục thanh toán lương hàng tháng cho công nhân. Ngay sau đó, công an xã Cổ Dũng đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu những người này trở lại nơi cách ly. Đồng thời, hoàn tất hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Ổ dịch trong khu công nghiệp Bắc Giang yêu cầu công an vào cuộc. Kính thưa quý vị, Bắc Giang yêu cầu công an tỉnh xác minh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng từ khu công nghiệp, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn đã trao đổi với Vietnamnet về cách thức của địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Lần đầu tiên, Bắc Giang ở vào tình thế dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm chéo ra cộng đồng liên tục tăng. Phương án của tỉnh phòng chống dịch sẽ tiếp tục ở các điểm nào, thưa ông? Đây là lần thứ hai có ca dương tính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đợt dịch hiện nay được xác định rất nguy hiểm, cấp bách do quá trình lây nhiễm nhanh chóng, khác với những đợt dịch trước đây. Hiện nay, phương án ngăn chặn, khoanh vùng, phòng chống dịch bệnh của tỉnh Bắc Giang vẫn là thần tốc điều tra, truy vết tất cả các trường hợp liên quan đến các trường hợp F0, yêu cầu điều tra đến F3, những nơi có điều kiện có thể điều tra đến F4. Yêu cầu cách ly tập trung tất cả các trường hợp F1, không được bỏ sót trường hợp nào. Ra quyết định cách ly tập trung tại nhà đối với các trường hợp F2, F3, khẩn trương đẩy mạnh xét nghiệm trên diện rộng để sàng lọc nhanh chóng, cách ly kịp thời. Đến nay đã truy vết được 1.418 F1, 3.219 F2, xét nghiệm 6.511 người tại My Điền và khu công nghiệp Siêng trong sáng ngày 11 tháng 5, đã lấy được 1.151 mẫu, bao gồm F1, F2 và các công nhân có liên quan. Đối với các địa phương có ca dương tính, tỉnh chỉ đạo các địa phương thiết lập vùng cách ly y tế, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh đã ngay lập tức yêu cầu các doanh nghiệp ra soát, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong khu công nghiệp. Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đã có ca nhiễm F0, F1, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Vân Trung, các doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm dịch cao bắt buộc phải thực hiện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 100% người lao động tại doanh nghiệp. Các địa phương trong tỉnh tiếp tục chủ động, phát huy, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống dịch bệnh. Tỉnh tập trung tăng cường năng lực cho ngành y tế, đảm bảo đủ vật tư hóa chất, xét nghiệm thuốc, trang thiết bị y tế, khu cách ly, đã kích hoạt bệnh viện dã chiến từ 17 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2021, tăng cường khu cách ly tại các địa phương. Hiện nay, lãnh đạo tỉnh đang tập trung cao độ, chỉ đạo các cấp, các ngành cùng các doanh nghiệp để truy vết, xét nghiệm, điều trị, khoanh vùng dập dịch, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả công tác phòng chống dịch. Chiều ngày 11 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê bình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang do không kịp thời cách ly một trường hợp F1 theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu công an tỉnh xác minh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc làm lây lan ra dịch bệnh cộng đồng từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sinh Trăng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SGTech, khu công nghiệp Vân Trung, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tín hiệu đáng lo ngại mới của sóng thần dịch ở Ấn Độ. Kính thưa quý vị, cuộc khủng hoảng dịch ở Ấn Độ dường như đang bước sang một giai đoạn mới. Trong khi số ca nhiễm ở New Delhi, Mumbai có dấu hiệu ổn định hoặc giảm xuống, thì nhiều vùng nông thôn của Ấn Độ lại bắt đầu chứng kiến tình trạng số ca nhiễm tăng nhanh. Tại thủ đô New Delhi, ngày 11 tháng 5 đã ghi nhận 12.500 ca nhiễm, chưa bằng một nửa số ca mắc dịch trong ngày 30 tháng 4. Tỷ lệ dương tính ở những người xét nghiệm dịch cũng đã bắt đầu giảm, từ 36% cách đây vài tuần xuống còn 19%. Tại Mumbai, thủ phủ kinh tế thương mại của Ấn Độ, tỷ lệ này cũng giảm từ 25% xuống còn khoảng 7%. Tín hiệu đáng mừng đó khiến nhiều người tin rằng họ có thể đã qua được đỉnh dịch. Các bệnh viện ở New Delhi đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân trở lại sau một thời gian tạm ngừng vì thiếu vật tư y tế. Tuy nhiên, tình hình vẫn đáng lo ngại đối với những bệnh nhân COVID-19 nặng bởi thành phố 20 triệu dân này chỉ còn 62 giường trống trong các khoa hồi sức cấp cứu. Sóng dịch lan đến các vùng quê. Trong khi tình hình ở các thành phố bắt đầu cải thiện, bức tranh toàn cảnh về dịch ở Ấn Độ vẫn hết sức ảm đạm khi dịch lan đến các vùng quê. Reuters dẫn số liệu thống kê cho biết, trong tuần này, hơn một nửa số ca nhiễm ở bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ tập trung ở các vùng nông thôn so với khoảng 30% cách đây một tháng. Tại bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất, tỷ lệ này thậm chí đã lên đến gần 70%. Tại bang Kerala,
Tỷ lệ xét nghiệm dương tính đã tăng từ 8% từ hồi đầu tháng 4 lên 27% vào đầu tháng này. Các chuyên gia cho rằng số ca nhiễm và tử vong thực tế ở các vùng nông thôn có thể cao hơn nhiều so với thống kê vì cơ chế giám sát dịch bệnh ở đây thường xuyên lỏng lẻo. Số ca nhiễm ở các vùng quê ở Ấn Độ tăng mạnh được cho là do những người làm ăn xa từ các thành phố lớn trở về quê để tránh lệnh phong tỏa hoặc nhiều người trở về sau cuộc hành hương. Dịch bệnh bùng lên ở vùng nông thôn đã làm dấy lên nghi ngại. New Delhi, nơi tập trung những tinh hoa và cả một hệ thống bệnh viện, từng thất thủ bởi dịch thì chuyện gì sẽ xảy ra khi sóng dịch sẽ lan đến các vùng quê nghèo. Hiện nay, những vùng dịch nghiêm trọng nhất ở Ấn Độ đã chuyển dần sang các bang miền Nam, đặc biệt là Karnataka, nơi có thủ phủ công nghệ Bangalore. Trước kia, các bang miền Nam đồng ý chia sẻ nguồn cung oxy với nhau, nhưng hiện giờ, một số bang đã ngừng hợp tác để đảm bảo nhu cầu của mình trước sự tấn công của làn sóng dịch mới. Tối ngày 10 tháng 5, một bệnh viện đa khoa ở một bang nông thôn ở Đông Nam Ấn Độ cần cạn kiệt oxy y tế. Hơn 60 bệnh nhân ở đây đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Bác sĩ nháo nhác kêu gọi tiếp tế. Cuối cùng, 11 bệnh nhân tử vong vì hết oxy. Tại bang Bihar, miền Bắc Ấn Độ, một thực trạng đau lòng cũng đang diễn ra. Ở làng Chausa, người dân phát hiện hàng chục thi thể nghi nhiễm dịch đã trôi giạt vào bờ sông Hằng. Giới chức địa phương cũng đã nói đã phát hiện 30 thi thể, nhưng theo lời người dân, hơn 100 thi thể đã giạt vào bờ. Krishna Dutt Mishra, một tài xế xe cứu thương ở Chausa, cho biết nhiều người dân nghèo buộc phải thả trôi thi thể người thân ở trên sông kể từ khi làn sóng dịch xảy ra. Các lò hỏa táng đều quá tải. Chi phí hỏa táng tăng vọt từ 5 đến 10 lần. Tôi không thể hình dung chuyện gì sẽ xảy ra ở các vùng nông thôn ở Ấn Độ. Rachel M. Jones, một chuyên gia tại bang Kerala nói, ông cho biết các vùng nông thôn không làm nhiều xét nghiệm và nhiều người tử vong vì không được điều trị. Các chuyên gia cảnh báo dịch bùng lên ở các vùng nông thôn sẽ luôn khó kiểm soát hơn bởi hệ thống giám sát y tế còn lỏng lẻo, cơ sở hạ tầng, vật tư y tế thiếu thốn.